thăm làng cổ. Trong tour của mình sẽ có đình làng Văn Chỉ, làng Bát Tràng, nhà cổ 105, cuối cùng là chợ gốm ạ. Thì hiện tại mình đang đi đến địa điểm đầu tiên là đình làng Bát Tràng ạ. Ở đây là khu gì? Đây là làng cổ Bát Tràng ạ. Làng cổ Bát Tràng. Làng bọn con thì được xây dựng cách đây 1.000 năm theo chân vua Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư về đến kinh thành Thăng Long. Thì ở làng con là đã có gốc làng con là có 23 họ về đây lập nghiệp, nhưng mà hiện tại chỉ còn 19 họ thôi. Và điểm đến đầu tiên của chúng ta hôm nay là xã Gia Đình Làng, và mình sẽ hiểu thêm hơn về lịch sử của làng Bát Tràng. Đây là nó ngay ở ven con sông Hồng. Thế nên là nó có cái bến ngày xưa là người ta mua bán là bà cái sông Bùi Thông hết. Toàn mình đã có ai đến Bát Tràng bao giờ chưa? Bác ngày xưa đấy bác, mấy chục năm rồi, quá. Mình cũng đến cả chục năm rồi, nhưng mà hồi xưa là không có biết là đi được hướng dẫn đi như vậy. Hồi xưa cứ tự động đến rồi cứ mua lu mua hũ rồi thôi. Dạ thưa quý đoàn, mình thì bên trái quý đoàn mình là con sông Bắc Hương Hải, được đào hoàn toàn 100% bằng tay và công cụ thô sơ vào năm 1958. Mình bác là có tham gia đào đấy nhé. Vâng, bác là gọi là phải đi đào gần chết. Vâng. Thì Bát Tràng tuy không phải một làng làm nông nghiệp nhưng mà đã hiến dân cả một nửa làng mình để xây dựng con kênh đào này phục vụ cho nông. Cái kênh đào ra xong rồi. Kênh đào đấy ạ. Sẽ nối từ sông Hồng. Mục đích là để dẫn thủy nhập điền ấy. Để làm thủy nông ạ. Làm thủy nông. Là gì? Bác là chuyên gia ở đây. Cháu có nghĩa là thủy nông. Tức là dẫn thủy, tức là dẫn nước nhập điền, nhập vô trong cái ruộng. Nhập điền à. Cháu nghe tôi lưỡng tự nhiên làm điện. Gồm siêu Bát Tràng ở đây sông Hồng rồi. Bắt đầu của Bát Hải ở đây. Trời ơi, ở đây đẹp và mát quá ha. Hôm nay nó mát, biểu chung là tôi bị choáng luôn ạ. Ôi thế à? Quá. Đây. 4 5 ngày người đứng lao tôi phải vào bệnh viện cấp cứu đi tầm này. Rồi. Sáng sớm lên đây là hạt. Tôi không biết nguyên nhân gì. Vì sợ có vấn đề gì trong đầu. Không, mất nước thôi. Mình đến điểm đến đầu tiên ở đấy ạ. Tên thật là Lưu Cơ, là một trong những vị tướng có công sáng lập ra nhà Đinh. Người thứ hai là Bạch Mã Đại Vương, và người thứ ba trong 6 vị đánh thần cao nhất đấy là bà Mẫu. Nhưng mà thí dụ như em có thể giải thích dùm á, là tại sao mà những cái mình thấy cái đền với đồi nọ là thường thường là làm cái bực này rất là cao để bước qua, là lý do tại sao phải làm cái bực cao vậy? Ở trong Nam thì không có, trong Nam thì là cứ đi thẳng độ kia nè. Còn ở đây là bao giờ cũng vậy, cái làm cái bực này rất là cao để người ta phải bước qua. Cái này là cũng do một phần văn hóa của bên miền Bắc, là mình xây cái này là mình để cố định hai cái trụ ở đây á. Mình làm cái trụ ở đây mình sẽ cố định thế này, và thường cái này người ta đi vào là không đi trực tiếp, để tránh đi trực tiếp vào, đi vào hai bên. Ở miền Nam á, những cái lát gạch này á, người ta gọi là gạch tàu. Nhưng mà ở trong đó là thường thường người ta để cái gạch màu đỏ này nè. Chứ không có dùng cái gạch tàu mà loại trái, cái này là trái rồi. Thì như vậy là cái loại trái như vậy là nó rất là bền nữa không? Mà nó nhìn không có thẩm mỹ đẹp bằng cái... màu gan gà. Đó, còn cái này bây giờ ở trong miền Nam thì nó làm cái màu đỏ, để màu đỏ tươi vậy nè. Bát Tràng thì nổi tiếng là rất là bền, và nó gần như không bám theo phong mỹ. Nhưng mà mình hỏi thêm một cái nữa, tức là nãy nghe nói em dùng cái chữ Kinh Bắc á, tôi thì hồi xưa giờ tôi chỉ hiểu cái là quan niệm là Kinh Bắc là ở Bắc Ninh, còn bây giờ cái chữ Kinh Bắc nó đúng nghĩa là sao? Kinh Bắc ngày xưa là Bát Tràng là thuộc địa phận Bắc Ninh ạ.
À, cái gì em? Vâng ạ, Bát Tràng trước năm 1958 là thuộc địa phận Bắc Ninh. À, thì ra cái điều đó. Vấn đề là ở chỗ đó. Ok, tức cảm ơn là em. Làng này là làng xóm cổ. Làng cổ. À, hay quá hả? Còn đây là làng cổ là có mấy nàng này bán buôn rồi vậy đó hả? Thế này hôm nay chắc có sự kiện gì. À, hay quá hả? Ừ, chào con. Chào. Ủa rồi cái món này kia, cái này kia bằng gì? Dạ. Đây nè. Bánh tẻ đấy ạ. À, bánh tẻ đó. Vâng ạ. À. Hôm nay bọn con cơ các cháu đi chụp ảnh trung thu ạ. À. Trung thu được ạ. Các con chụp ảnh trước ông ạ. Đấy, cho nên nó mặc là áo hoa được thế này. Đẹp nha. Đây rồi. À, đây là các cháu là trung thu đã. Chà, xin chào. Dạ rồi. Đây. Đây là thay mặt cho làng cổ đó hả? Ôi giời, sao xinh thế. Con ngồi xuống nào, con ngồi xuống thôi. À, rồi còn cái lồng đèn này là sao? À, các con này thích đèn chơi vậy đó. À, cái này là làm bằng lon bia đó đúng không? Trời ơi, cái bộ chế biến làng cổ làm gì biến cổ quá. Lý do tại sao có mái là thời ngày xưa khi thi quốc học ấy, thì bắt làm Bát Tràng rất may mắn là có một vị được đặt Trạng Nguyên, là ông Trạng Nguyên Tất Hải. Cho nên là bác chỉ của làng khác với các làng khác là sẽ có mái. Làng nào có Trạng Nguyên thì sẽ được Trình Hải, làng nào không có thì sẽ không có mái. Tuy nhiên cái ước này thì bác chỉ của làng có mái. Trong này ở bác chỉ làng thì thờ 82 vị tiến sĩ, phân tử cũng như Trạng Nguyên Giám Hải, là nơi tập trung của dân làng trong cái dịp liên quan đến học thi hoặc thi, vâng ạ. Ví dụ như kiểu cách đây hơn một tuần trước thì làng có tổ chức khuyến khích học tập cho các em học sinh giỏi, mọi năm sẽ có. Văn kia hết, văn kỷ thì miếu thờ văn kiêng. Giống như văn miếu thuộc của làng. Cái đường văn miếu là nhỏ vậy đó. Vâng ạ. Một lý do tại sao cái đường làng Bát Tràng nó lại nhỏ như thế này là bởi vì ngày xưa làng vì làng là giáp với cả sông ấy. Cho nên họ xây xích lại với nhau này để tránh trường hợp nếu mà cướp biển hay là giặc vào ấy, họ sẽ không biết là nhà nào là nhà khá giả. Nó cứ xây xích lại với nhau. Nó gần nhau vậy đó ha. Thì như vậy là khoảng một mét chỉ đi không đa được thôi, không có xe hơi vô được. Để nhà rêu phong hết. Trong này thì người dân vẫn ở bình sinh hoạt bình thường ạ. À rồi, mọi người nhìn thấy cái làng nữa là cổ đây nè. Rồi, đó. Có. Bây giờ nó đun lò á. Ừ. Chứ cái xưa á, là tất cả đây là nó có cái nấm than này, lát đây giờ cái này. Đó là lý do tại sao tường ở Bát Tràng lúc nào cũng có màu đen. À. Rồi cái đó hồi trước em có đi là em có thấy. Em thấy cái cục đen người ta dục dục cái trong đó mà không biết là lý do gì. Đi tiếp ha. À, rồi đây là những cái bức tranh đồ là của... Đây là nhà của ông cựu chiến binh. Ông làm thành giống như cái... Đấy, ôi ơi, coi nè, rêu phong như thế này. Vậy. Đó, mọi người đi ở đây là coi như là phải mà cốp giật đồ mà tới đây là coi như không có đường ra đó. Mình đi hôm qua là đi làm đó. Cháu là người làm, cháu là thi thoảng cũng làm. Rồi. Phải ạ. Còn ông này là thợ điện của thời đại máy mới. Trong này là có một cái nhà... của gọi là mỹ thuật đương đại. Ừ. Vâng ạ. Là theo như hôm nay của là bác Đức, Đây ở làng cổ mà có những người mới. Đây anh thầy điện đẹp trai. Thì cháu đang dẫn nhà mình ba nhà của bác Đức ở trên này đấy ạ. Ôi hay quá.
Nói vậy đây là đâu có tên đường ta. Đây có thấy số này, số 4 này, số 9 này. Có số thôi. Đúng là lạc cái đường. Cái xích sắc nhỏ vậy ha. Rồi đi thẳng luôn. Đây. Đó, mọi người nhìn thấy cái phố cổ của làng Bát Tràng đó là coi như là khi đi vào là rất là nhỏ hẹp. Mà được cái mát ghê ha. Bên trái ha. Đây, tiếp tục đi nữa. Đúng là không có hướng dẫn là không lối ra. Bây giờ người ta phân biệt á, thí dụ như cái nhà đó mà có rong rêu vậy đó ha. Vâng ạ. Thì cái này nó quay về hướng Tây. Còn cái mà nó không có rong rêu á là nó quay về hướng hướng Đông, tại vì mặt trời mọc á, nó rồi có đủ nắng. Đấy. Nhà này là nhà gì em? Dạ, đây là nhà... Cái này tại sao ta để hai con heo? Đây con chó đá. Con chó đá? Vâng ạ. À, con chó mà cái miệng giống con heo quá. Đây nè. Má ơi. Ở bạn miền Bắc thì họ hay để con chó đá để à. À. Bằng đá. À, rồi. Cổ này là nhà cổ của họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức. À. Được xây dựng theo ba phong cách nghệ kiến trúc. Kiến trúc Hội An, kiến trúc Đông Dương ngày xưa và kiến trúc nhà của vua Mèo. Ông Nguyễn Thành Đức này là con trai ruột của nhà văn Kim Lân và là em trai của họa sĩ Thành Trường. Mình để tham quan tự do trong nhà này đấy ạ. Ồ rồi. Đức thì giỏi lắm. Đức là một cái nhà trai ở Hà Nội. Tiên môi đi này chủ tích kiểu lãm. Rồi hồi xưa là thí dụ như em có thể giải thích đó, là ở đây á, là cũng có cái bàn ghế ở giữa, rồi hai bên này là có hai cái bàn ghế cũng hai bên, thì có phải là giống như ở miền Nam người ta nói là hãy ở cái bàn giữa này, ghế giữa này là dành cho các vị trưởng thượng ngồi đây, còn ở bên đây á, hai bên á, là nam thất nam bên trái nam tả nữ hữu, tức là nữ ngồi bên, nam ngồi bên, có đúng vậy không? Thường thường nhà cổ Hà Nội nó chỉ có một cái này à. Bộ này gọi là tràng kỷ nhé. À, tràng kỷ. Đấy, cái bàn gỗ một bộ tràng kỷ. Rồi. Thế còn nếu mà nhà sang ấy, thì sẽ bộ kiểu salon á, à. Gỗ tròn tròn á. À. Đấy, là muốn làm cái ghế xung quanh á. À, rồi còn cái giếng này là để trên cái giếng trời đây, thì trên cái giếng trời mở rộng về nó đủ ánh sáng, đồng thời nó có thêm cái hồ nước về hãy mưa nó có vô đây không ướt nhà. Phải nói rõ một tí đây, giống như là đây không phải là cái nhà cổ Bắc Bộ điển hình. À. Cái cậu này họa sĩ này nó lai ghép giữa cái mô hình nhà cổ Bắc Bộ này này. Với cái mô hình nhà vua Mèo, vua Mèo nó mới có cái rồi mới có cái rồi em nhớ rồi, em có đi lên trên Hà Giang thì còn cái này chắc là con ếch con cốc gì của Trung Quốc chứ không phải của Việt Nam, mới làm đây đây nhá. Rồi cái này tức là tất cả các đình chùa của Việt Nam nó có cái thằng này phỏng tức là để quỳ hầu. Theo người ta nói thì đây là chính là những cái lính Chiêm Thành ngày xưa bị bắt ra ngoài này thì phải làm hầu, nên nó lấy cái mô hình của những người lính Chiêm Thành cũng đấy, nó làm phỏng. Phỏng gì bây giờ em mới hiểu á, hồi trước em nghe thôi không có. Rồi còn đây là cái bộ là mấy cái bộ chén kiểu rồi đây ha. Các đồ mới đó. Đồ mới ha. Đây. Để lát nữa về bảo tàng lấy xem đúng không nhau. Rồi bây giờ là ra đây là gọi là phố chợ rồi đó. Điểm đến cuối cùng của mình thì bây giờ sẽ là chợ gốm ạ. À chợ gốm. Có thể tự do tham quan và mua sắm 15 phút ạ. À rồi. Ở ngoài cổng. Ok. Chợ gốm á. Chợ gốm Bắc Tràng. À, chợ gốm Bắc Tràng, ra mua ít chén, ít đũa. Bác cho con xin phép ký số của bác thì...
À không, do dịp ai xin lỗi. Tưởng lộ bí mật. Tức là à, cái này là cái này đúng của nó là gạt măng xê. Đúng không? Gạt măng xê. Đấy, gạt măng xê. Nồi niêu sao chảo. Thấy không? Hồi xưa đó. Rồi chum đựng nước. Rồi cái gói để mà giả đá gì đó. Đồ cổ xưa đây. À. Ngày xưa giờ là thôi thôi, rất rồi. Gạch cổ. Đấy, gốm xứ ngày xưa. Gốm, gốm ngày xưa. Đây cái là gọi là thời đồ đất nữa. Cái lò đúng nè. Còn là củi để mà đốt lò đó. Hay không? Đây là đồ gốm thế kỷ 19 nè. Đồ gỗ đây. Đây là thế kỷ 19 á. Đây, đây là hiện đại rồi đó. Thế kỷ 19 là nhà Nguyễn. À, nhà Nguyễn đó chắc lẽ mình cũng có cái học cái phần của Trung Quốc rồi. Đây nè, nó có cái bát quái rồi nè, rồng riết rồi. À. Còn cái này là hồi xưa làm lò là vậy đó. À, thang đó là vậy. À, rồi cái nung lò bỏ vô đây. Vô tháp đó nè. Chưa là... là dạ. Yeah. Tôi chính là đồ, tôi không biết tại sao nó lại có cái tên phố là hàng bát đàn, hàng bát sứ. À. Thế thì hóa ra hôm qua là chính tôi biết này. Hóa ra là cái à. Cái lò này nó gọi là lò đàn. Lò đàn đây. Lò đàn tức là cái nào tôi nói đàn đây. À. Cái đất nó đàn tức là làm đẹp đó. À, là mới có bát đàn đấy. Thì nó gọi là bát đàn. À. Còn cái này là lò để nung sứ. Này nung sứ. Bát sứ. Bát sứ. Phố hàng bát đàn, phố bát sứ, chính mình người Hà Nội hiểu là cái tên. Hay vậy. Ở đây là cái đồ hình thu nhỏ lại. Đây là ba cái mô hình lò ngày xưa. Rồi cái đây là những cái nghệ nhân. À, ngày xưa đây là cuốc đất nè, rồi là dò đất nè, rồi vuốt đất nè, rồi nặng đất nè, rồi làm tượng hình nè. Rồi vò đất đây không? Đó, đó vò vuốt nè. Trời ơi, nguồn đất ngày xưa làm đây nè. Thấy không? Đó. Hồi xưa ông bà mình là vất vả thế. Thấy không? Đất đó là lấy từ đất sét trắng, đất đỏ, rồi đất sét vàng đồ. Đó. Rồi đưa lên trên mấy cái lò mà để nung. Cái lò mà để mà tán đất ra nè. Hồi xưa làm ra cái này, cái khung hồi xưa mình thấy ở Biên Hòa nhiều lắm đó. À, hồi xưa làm hồi xưa đó hả, này ngói vẫy cá, mà ngói vẫy cá này khác cái ngói âm dương hả? À, này là vẫy cá đó, cái này, lọ này à, tức là cái này là nó bắt chước theo cái thời nhà Minh. À, đây sư tổ đặt mà. Cái này ở đây nhà Trần. À. Rồi cái này chắc là hiện đại rồi. Này hiện đại rồi. Lọ màu sắc đồ này nọ, nó pha chì rồi đủ thứ trong rồi. Thành ra nó mới sáng rực nhè. À. Đây. Nung gốm này hồi xưa. Dụng cụ để tạo hình của trong làm gốm sứ. Đây, đồ nghề. Đây. Rồi cọ vẽ.
đẹp ghê chưa. Đây là cái hồi xưa mình có cái ông chú ông làm cái nghề này.